Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 14, thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mm, gam, millilit, độ C, luyện tập trung, nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Sách giáo khoa môn toán lớp 3 dành cho buổi học thứ 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 45 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta hỏi này: đo độ dài các đồ vật theo đơn vị mm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ được giáo viên phát cho những cái gì? Những cái đồ vật như thế này này. Đấy, theo nhóm hoặc là theo bàn. Các em đo nhé. Đấy, chẳng hạn cái này chúng ta sẽ đo được là bao nhiêu mm nhỉ? Ta sẽ đo được khoảng bao nhiêu? À, như vậy chúng ta sẽ đo được cái này khoảng bao nhiêu? 20. Sử dụng cái này phải là thước mm nha các em. Đấy, thước mm chứ không phải là thước này nhá. Thước này của chúng ta sẽ là thước cm này các em. Được chưa? Thước này sẽ là thước cm này. Ví dụ chúng ta đo ở đây thì nó sẽ không thể chuẩn được này. Đó. Thì sao? Mm. Đây, nếu là 1 cm đây sẽ là 10 này. 10mm này, 20, 30 này, 40, đúng không nào? Đấy, ví dụ chúng ta đo cái anh này được là 4cm thì đổi ra đơn vị mm nó sẽ khoảng bao nhiêu? 40, đúng không nào? Đấy, 40mm chẳng hạn. Được chưa? Rồi, chẳng hạn như ở đây chúng ta cũng sẽ đo được là bao nhiêu? 3cm thì anh này sẽ là bao nhiêu? 30mm. Đúng không? Cái tô màu đây chúng ta sẽ đo được là bao nhiêu? 6 này, 6cm là 60. 60mm này, 61, 62, 63, 64, 6, 65. Như vậy đây sẽ đo được là 65mm các em nhé. Được chưa? Đấy, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái thước là có đơn vị là mm, chúng ta đo nó sẽ dễ hơn. Rồi, mình sẽ đến với bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án thích hợp. Quả cam. Đấy. Quả cam thì cân nặng khoảng bao nhiêu? Đấy, như vậy quả cam mà 20 gram thì quả cam này còn đang là gì? Rất là nhỏ đúng không? 200 gram phù hợp không? Phù hợp. Quả cam mà nặng 20 kg thì quả cam này quá là khổng lồ đúng không ạ? Đấy. Vậy thì thích hợp nhất ở đây sẽ là gì? 200g. Đúng không? Rồi, câu B này. Con chó thì cân nặng khoảng bao nhiêu? Con chó mà 12g thì quá nhẹ đúng không? 120g cũng quá nhẹ. Như vậy con chó thì đơn vị của nó phải là kg, khoảng 12kg nhé. Rồi, câu C này. Lượng nước mực trong lọ mực bút máy học sinh thì có khoảng bao nhiêu? Đấy, như vậy đây chúng ta sẽ có 30ml này, 300 này. Và đây là bao nhiêu? 30 lít. Như vậy nếu mà một cái lọ mực nào mà tới 30 lít thì cái lọ mực này quá khổng lồ, đúng không? Ta loại ngay được. 30ml thì cũng rất là nhỏ, đúng không nào? Vậy thì cái lượng nước ở trong cái lọ mực của chúng ta là khoảng bao nhiêu? 300. Được chưa? Cái cúc áo dạng hình tròn thì có đường kính khoảng bao nhiêu? Tức là cái cúc áo như này này các em. Đấy, cúc áo của chúng mình đó. Thì sẽ có khoảng bao nhiêu? 900mm, 90 và 9. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái khoảng như thế này. Thì nó chỉ khoảng bao nhiêu? 9 thôi nhá. Rất là nhỏ đúng không nào? Đường kính nhá. Đấy, đường kính nhá. Bán kính là một nửa. Còn đường kính là gì? Nối hai nửa vòng tròn. Ok. Sang câu số 3. Hay bài 3 này. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Mấy câu này thì khá dễ rồi, chúng mình chỉ việc cộng gì thôi. Đơn vị đây là toán lớp 2 rồi. 3, 4, 6 các em đặt ra hoặc là nhầm. Cộng với 9, 10, 2, 8 này. 9, 4, 10, 3, viết 3 nhớ 1, 3 thêm 1 là 4. Như vậy sẽ được là 438 gram. Xong. Phép tính thứ 2. 575 ml. Cộng với 382. Đấy, các em cộng vào thôi. 7 là 8, 7, 15, viết 5 nhớ 1. 5 thêm 1 là 6. Vậy thì 6 cộng 3 là 9. 957 ml. Rồi, phép tính tiếp theo chúng ta là trừ nha. 120 ml trừ đi 75 ml. 10 trừ 5 bằng 5. 12 trừ đi 8 thì còn mấy? 4. 1 trả 1 hết. Như vậy đây chỉ bao nhiêu? 45. Được chưa? 4 5. Ok. Rồi, câu B. 237 gram trừ 50 gram cộng với cái này. Anh ta thấy ở đây có mấy? 2 phép tính, đúng không? Mình tạm thời bỏ qua đơn vị. Vậy thì đầu tiên mình phải thực hiện cái gì? Phép tính trừ trước này. 237 này, các em trừ cho 5, 50 xem bằng bao nhiêu. 7 này, 13 trừ đi 5 thì bằng 8. 1 trả 1, 2 trả 1 thì còn 1. Như vậy sẽ bằng nhiêu? 187. 187. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 187 cộng với 353. 187 này, kem cộng cho 353. 73 là 10, viết 0 nhớ 1. 8 thêm 1 là 9, vậy thì 9 cộng 5 14, viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2, vậy thì 2 cộng 3 là 5. 540. Được chưa? Đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm được nháp nhé. Đây có cộng, có trừ này, thì chúng ta sẽ thực hiện cộng trước này. Cộng với 9, 90. 9, 5, 14, viết 4 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. 540. Giờ các em sẽ lấy 540 trừ đi bao nhiêu? 6, 65. 10 trừ 5 bằng 5, 14. Trừ đi 6 bằng 8, trả 1 thì còn mấy? 7, 5, trả 1 còn mấy? 4. Như vậy sẽ là 475. Ok chưa? 4, 7, 5. Rồi, sang đây. Mình lại tiếp tục lấy 9, 5 trừ đi 3, 3, 7. 15 trừ 7 bằng 8. 8 trừ đi 3 thì bằng 5. 58 giờ mình cộng cho mấy? Cộng cho 9. 8, 9, 17, viết 7 nhớ 1. 5 thêm 1 là mấy? 6. Như vậy đây sẽ là 67. Đây là những bài toán chúng ta bỏ qua đơn vị thì nó giống như toán lớp 2 thôi, đúng không ạ? Sang bài 4 nhá. Quãng đường từ nhà dế mèn đến nhà dế chũi là 235 ml. Quãng đường từ nhà dế chũi đến nhà bạn xén tóc thì dài gấp 2 lần từ nhà dế mèn đến nhà dế chũi. Hỏi quãng đường từ nhà dế mèn đến nhà xén tóc phải đi qua nhà dế chũi là bao nhiêu? Này, giống như chúng ta tính một cái đoạn như này. Đây, đây là nhà của ai? Dế mèn này. Đây nhà của bạn dế mèn này. Đây nhà của dế gì? Dế chũi này. Đúng không nào? Và đây là nhà của bạn xén tóc này. Đấy, thầy viết ra như thế này chúng ta sẽ dễ hình dung. Từ nhà dế mèn đến nhà dế chũi là bao nhiêu? 235 ml. Vậy thì từ nhà ai? Nhà dế chũi này đến nhà của xén tóc thì gấp 2 lần. Tức là gì? Chúng ta sẽ lấy 235 nhân cho mấy? Nhân cho 2. Được chưa? Rồi, vậy thì ta hỏi cái quãng đường này này, từ nhà dế mèn này đến nhà xén tóc nhưng mà đi qua nhà dế chũi là bao nhiêu? Tức là chúng ta sẽ tính đường gấp khúc này thôi, đúng không? À, vậy thì bước đầu tiên mình sẽ tính cái anh này này là bằng bao nhiêu, đúng không? Đó. Rồi, ta sẽ trả lời quãng đường
từ nhà ai? Từ nhà dế chũi. Nhà dế chũi đến nhà. Nhà ai đây? Xén tóc. Là bao nhiêu? 2, 3, 5. Nhân cho gì? Nhân cho 2. Đúng không nào? 2 với 5 là 10, với 0 nhớ 1. 2, 3 là 6, thêm 1 là 7. Và 2 x 2 là 4. Như vậy sẽ dài là 470 mm. Rồi, vậy thì cái quãng đường này là chúng ta đã tính được là 470. Thì giờ chúng ta có tính được từ nhà dế mèn mà đến nhà xén tóc không? Giản đơn đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ trả lời nhé. Quãng đường từ nhà dế mèn đến nhà xén tóc, đến nhà xén tóc đi qua ai? Đi qua nhà dế chũi, đúng không nào? Đi qua nhà dế chũi nhá, sẽ là đấy. Các em sẽ lấy cái gì? 235 cộng với 470, được không? 5 cộng 0 bằng 5, 3 cộng 7 là 10, viết 0 nhớ 1, 2 thêm 1 là 3, vậy thì 3 cộng 4 là 7, 705 mm. Và đến đây chúng mình chỉ việc ghi gì? À, đáp số 705 mm. Ok, được chưa? Sang bài số 5, yêu cầu là viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đấy, vậy thì ở đây bạn này, bạn ấy sẽ có gạo này, có rất là nhiều các quả cân. Người ta hỏi đây, để cân được 1 kg gạo từ thúng gạo, có thể chọn các quả cân để đặt lên một đĩa cân là. À, như vậy thì chúng ta sẽ có thể chọn này. Đây, chúng ta sẽ có thể chọn, tức là mình sẽ làm sao ở đây mình chọn này để được bao nhiêu? 1 kg. 1 kg là bao nhiêu? 1000g nhá. Đấy, chúng ta có thể chọn như sau. Đấy, có thể chọn như sau. Rồi, thứ nhất này, 2 quả cân bao nhiêu? 500g. 2 quả cân bao nhiêu? 500g. Được chưa? Rồi, đây là một cách. Cách thứ hai, các em sẽ chọn này, 1 quả 500g. Rồi, một quả mấy nữa các em? 2 quả 200g. 2 quả này 200g. Và một quả bao nhiêu? Một quả bao nhiêu? À, 100g. Đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ là 500g này cộng với 200g này cộng với 200g này cộng với 100g. Đấy, vậy thì đây có phải là 500 không? Đúng chưa? 500 cộng với 500g thì có phải là 1000g, là bằng 1 kg, đúng không nào? Đấy. Rồi, cách thứ ba nữa nha. Đó là mình sẽ chọn là gì? 3 quả. 3 cái quả này. 3 quả 100g. Rồi, 1 quả mấy trăm gram? 200g. Và 1 quả bao nhiêu? 500g. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có 3 cái cách để chúng ta lựa chọn như này để được bao nhiêu? 1000g, tức là 1 kg. Ok. Rồi, và trong ít phút chúng mình cũng đã hoàn thành được cái tiết số 1 của cái bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.